Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi đang đứng tại công ty ô tô Quỳnh Gia Phát, một công ty ở địa điểm kinh doanh chuyên mua bán đầu kéo semi remote. Showroom này đang hiện tại đang phân phối rất là nhiều dòng sản phẩm xe đầu kéo ở Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận và toàn quốc nói riêng. Thì ngày hôm nay tôi sẽ đại diện công ty ô tô Quỳnh Gia Phát giới thiệu cho tất cả mọi người một dòng xe, đó là xe International động cơ Mach 4 sản xuất 2013, model 2014. Thì cái dòng xe này có những gì đặc biệt và có những gì là tiện lợi, hay là anh em có sự lựa chọn tại sao phải chọn nó, thì tôi sẽ phân tích dòng xe này cho anh em hiểu, hoặc là chúng ta có thể là quan sát và tham khảo dòng xe. Với một cái dòng xe đầu kéo Mỹ diecast thì rất là phù hợp với chạy các đoạn đường ngắn ở trong các cự ly gần, thì không còn xa lạ ở Việt Nam. Xe này là thì được nhập khẩu của xuất có nguồn gốc của nó từ bên Mỹ, nhập khẩu về Việt Nam, đã qua sử dụng ở bên Mỹ và hiện tại đã qua sử dụng ở Việt Nam rồi. Nhưng mà chất lượng của nó thì tôi thấy, quan sát thấy còn khá là tuyệt vời. Thì quan sát cái dòng xe thì chúng ta sẽ quan sát một số là tổng quan của một chiếc xe, và quan sát phần cabin, quan sát phần máy, quan sát phần gầm, chassis, quan sát thứ tư đó là phần vỏ. Và một cái điều quan trọng nữa là chúng ta hãy quan tâm về giấy tờ, thủ tục. Thì chúng ta hãy đi vào chi tiết nhé. Hiện tại trước mắt tôi thì giờ hiện tại đang trực quan vào mắt mình thì mình sẽ thấy được là cái mặt nạ ga lăng hiện dòng chữ International thật là rất còn rất là đẹp, và kính chiếu hậu, kính nằm nắp capo thì còn đầy đủ. Với chất lượng như thế này thì anh em cùng khám phá nha. Đấy. Thì hiện tại đang xe này là 10 cái vỏ mới Sport Track, 10 vỏ mới 11R22.5. Đấy, 10 cái vỏ mới này của Trung Quốc, còn rất là mới, chưa qua sử dụng thì tôi đã thay vào mới. Thì xe này được sử dụng 10 mâm nhôm nha, còn rất là tốt. Thì quan sát thì xe này thì xe Mỹ thì mình sử dụng là bầu hơi, thì bầu hơi và cái bằng đĩa này. Đấy, bằng đĩa này thì đã dời lên rồi ha. Thì rất là tiết kiệm chi phí cho anh em. Thứ nhất là về dàn vỏ là anh em không cần phải thay nữa rồi. Và thứ hai là xe này đã dời bằng đĩa lên, thì anh em cũng đỡ phần chi phí. Bằng đĩa thì khoảng hình như là tầm ngoài thị trường thì tầm khoảng là 2 đến 3 triệu khi dời lên. Còn dàn vỏ này tầm trung bình nó khoảng là 45 đến 50 triệu dàn vỏ. Và 10 cái mâm nhôm, chứ không có như là một số sòng xe khác thì cái ở đây thì chỉ có 6 mâm nhôm và 4 mâm sắt bên trong. Một số dòng xe khác đó có, nhưng mà riêng cái xe này đã qua sử dụng thì chủ chức lựa chọn rất là kỹ. Thì 10 cái mâm nhôm trong này rất là tốt và có giá trị thì cao hơn so với mâm sắt. Thì phía sau xe thì đang đăng logo công ty ô tô Quỳnh Gia Phát với số điện thoại hotline. Và cái kèm theo đó là bình, chúng ta sẽ có những cái bình xe thì sẽ đầy đủ để cho anh em đi về. Đấy, về phần chassis, anh em chassis này quan sát các bạn cái chassis thì chưa thấy đâm đụng ha, chưa thấy cong vênh va quẹt, thì mình nhìn xuyên suốt của chassis mình sẽ cảm thấy mình thấy được. Thì cái dòng xe này là dòng xe diecast, thì con này là sẽ là không có ốp tường, chỉ có bật chân bước lên bước xuống thôi. Đó là quan sát tổng thể của mình ngoài xe. Thì chúng ta sẽ quan sát phần máy nha. Đây là máy của nó, vòng máy còn rất là sáng. Chúng ta hãy quan sát, nếu mà ví dụ như xe cũ đã qua sử dụng thì anh em hãy quan sát cái phần capo có bị đâm đụng hay chưa. Nhìn vô cái phần này nè, nhìn ở trên nắp capo này, mình nhìn từ trong ra ngoài mình sẽ thấy nếu mà đã đâm đụng rồi mình sẽ thấy đổ composite, nó đổ lại hoặc sửa lại, có dấu vết chỉnh sửa. Xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc 100% của tập đoàn Hoàng Huy, thì anh em rất là an tâm về cái cách xử lý khí thải của Hoàng Huy, và cũng đồng thời là xe này là được xử lý khô, không có bầu, không có bình nước, thì rất là tiện lợi, nên anh em không cần phải suy nghĩ nhiều, đắn đo nhiều về cái phần khí thải của Hoàng Huy nhập về, thì anh em đã biết về chất lượng rồi. Thì với cái máy này thì công suất động cơ của nó là 430 HP, dung tích xi lanh nó là 12.4. Đấy, chất lượng máy thì máy này là vẫn là sử dụng là máy Mach 4 nha, máy Mach 4. Động xe thì International động cơ Mach 4 chứ không như là máy N13 sau này. Đấy. Rồi chúng ta sẽ quan sát với phần gỗ cabin xe.
Thì cái đầu tiên thì hiện tại thì mình sẽ quan sát thấy là trên cái cánh cửa xe nó là sử dụng nó ghi logo là ProStar. Đây, và kèm theo mình sẽ nhìn một số thông số cơ bản. Đây là tháng tháng 3 2013. Tháng 3 2013 ha. Đây là số khung của nó. Số khung tháng 3 2013. Thì quan sát trên cabin, chúng ta sẽ quan sát trên cabin thì hiện tại tất cả chức năng của xe còn đang hoạt động đầy đủ và hoạt động tốt. Với xe cũ đã qua sử dụng thì hầu như chủ trước cũng đã khá là chỉnh chu về xe. Thì cái chất lượng xe còn khá là tốt. Thì cái dòng xe này có một đặc điểm, ngoài cái vỏ mới ra, 10 cái mâm nhôm ra, thì có một điều nữa là xe này đã được nới giường, tiết kiệm rất là nhiều chi phí cho anh em, cực kỳ tiết kiệm. Thì thay vì xe mới thì anh em sẽ có một số là vỏ đắp, thì xe này đã qua sử dụng thì vỏ mới, và đồng thời nới cái giường đây thì từ khoảng 20 triệu đến 24 triệu tùy theo chỗ nới giường. Thì cái nới giường này là rất là kỹ và cũng rất là đẹp đấy, theo quan sát tôi thấy được. Thì chất lượng xe thì xe vẫn còn máy lạnh, tất cả những cái công tắc đồng hồ hay nút điều khiển xe đang vận hành rất là tốt. Đấy. Và cái sự an tâm đây nữa là xe đây được nhập khẩu nguyên chiếc về của Hoàng Huy, nên thì anh em rất là an tâm về khí thải. Và cái xe này, cái điều đặc biệt nữa là xe này chỉ chạy mới chạy được là 1 năm thôi ạ, anh em ạ. Mới chạy được đúng 1 năm. Đây là phần, đây là phần cabin xe ha. Xe này thì không sử dụng ba lăng xê thì rất là an tâm. Một số xe thì xe về sau này thì có một số xe xài ba lăng xê thì anh em rất là ngại xài. Dòng này thì không có xài ba lăng xê. Về vấn đề thứ hai mình sẽ nói đến vấn đề là giấy tờ. Giấy tờ thì cái này là rất là rõ ràng, riêng về bên công ty của mình thì lúc nào giấy tờ tất cả mọi thứ thì hợp lệ hợp pháp theo quy định của nhà nước. Hiện tại xe này đã được rút hồ sơ, chỉ cần về là rút hóa đơn và nhập lại thôi. Và đặc biệt nữa là xe này đã cũ đã qua sử dụng nhưng chúng tôi vẫn hỗ trợ đi ngân hàng 50% giá trị của xe, khá là tốt anh em ạ. Cực kỳ tốt cho anh em, vẫn sử dụng được, vẫn được vay ngân hàng. Giá thành thì rẻ hơn so với xe mới ở bãi nhưng chất lượng xe vẫn còn rất là tốt và vẫn hỗ trợ được ngân hàng. Thì tại sao chúng ta lại không lựa chọn ạ? À? Một dòng xe như thế này, đây kép 10 vỏ mới, 10 mâm nhôm, tất cả mọi thứ còn rất là tinh tươm. Chỉ cần chúng ta về xe cũ đã qua sử dụng thì chúng ta chỉ cần dọn theo ý của mình, và đồng thời là chúng ta phải vệ sinh xương hàng ống hơi và thay lọc dầu, lọc nhớt, bảo trì xe một tí đỉnh nữa chúng ta sẽ chạy. Đây là chất lượng xe. Ngoài bên cạnh chúng tôi phân phối dòng xe đầu kéo Mỹ cũ đã qua sử dụng thì bên cạnh đó chúng tôi phân phối những dòng sản phẩm semi remote mới, semi remote cũ đã qua sử dụng và thu mua remote cho thuê, đầu remote cho thuê đầu kéo, thu mua tất cả những sản phẩm cũ của container hoặc là semi remote cũ, đổi remote cũ lên remote mới, lên đời mốt, thì tất cả chúng tôi đều thực hiện và hỗ trợ khách hàng nhiều nhất có thể. Đây là một số sản phẩm semi remote mới 100% với giá cả và lúc nào cũng cạnh tranh và được nhập khẩu 100% của Trung Quốc nhập về nguyên chiếc. Thì anh em có quan tâm thì hãy liên hệ với số điện thoại 0932 795 695, 0981 82 3539, truy cập vào website www.xedoconmỹvn.com hoặc là www.otoquỳnhgiaphát.com để có những thông tin chi tiết và có những báo giá hay là hỗ trợ hay là tư vấn miễn phí cho anh em. Và mọi người nếu mà có ủng hộ kênh của mình thì hãy nhấn like và subscribe đăng ký kênh của mình ngay bên dưới để có những clip mới, có những clip hay, hay là có hay làm góp ý mình để tạo ra những cái clip mới hay hơn và có anh em trao đổi trau dồi kiến thức với nhau nhiều hơn. Vâng, tôi cảm ơn tất cả mọi người. Tôi xin khép lại clip của mình. Hôm sau mình sẽ giới thiệu một sản phẩm Xiaomi remote của cò 48 feet. Mong tất cả mọi người lúc nào cũng ủng hộ và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan sát theo dõi clip của mình. Cảm ơn mọi người.